Samsung có thể đang dẫn đầu trên thị trường smartphone, nhưng một vài dữ liệu gần đây cho thấy sức hút của hãng này không còn được như xưa. Nhà đầu tư đang chờ đợi một cú đột phá của Samsung trong thời gian tới. Liệu tập đoàn Hàn Quốc này có đáp ứng được kỳ vọng này hay không? Những sản phẩm của Samsung đang rất nóng trên thị trường, nhưng hãng này đang phải đau đầu với câu hỏi, phải làm gì khi nhiệt độ bắt đầu nguội dần? Samsung đã trở thành cái tên quyền lực nhất trên thị trường di động trong vòng 5 năm qua, và riêng mảng này chiếm đến 2/3 lợi nhuận của hãng. Nhưng dù muốn hay không, Samsung vẫn phải thừa nhận vị trí của mình đang bị lung lay khi bị các đối thủ cạnh tranh lớn nhỏ từ Trung Quốc tấn công. Theo giới chuyên gia, đây là lúc Samsung phải xem lại cỗ máy in tiền của mình, rút bớt đầu tư cho smartphone và đổ tiền vào những dòng sản phẩm mới nổi, hứa hẹn nhiều hơn. Thực ra Samsung đã cố gắng làm chuyện này với smartwatch, kết quả ban đầu không mấy khả quan. Hãng này còn đang thử bán cảm biến và kết nối cho nhà thông minh, nghĩa là chúng ta có thể điều khiển tủ lạnh bằng tablet. Ví dụ, kỳ thực mà nói, ý tưởng này không dễ bán, lại bấp bênh và nhiều mạo hiểm. Mặt khác, đồng won đang tăng, làm cho doanh thu của Samsung ở thị trường nước ngoài giảm, ảnh hưởng đến tổng doanh thu, khiến cho hãng này bước vào năm 2014 với một áp lực rất lớn.